Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Trước mặt anh em đây là toàn chữ Trung Quốc thôi. Vẫn là một cái sản phẩm mà mình lại review cho anh em đến từ cái thương hiệu chính hãng GMC của Trung Quốc. Đó chính là về dòng con Ford Transit 16 chỗ. Cái dòng xe mà thương mại đang được khá là phổ biến ở Việt Nam và cũng có gọi là cái một trong những cái dòng xe Ford được gọi là bán thương mại bán chạy nhất ở Việt Nam. Thì tiếp tục mang đến cho anh em những cái trải nghiệm về những cái cách nhận biết hàng xịn hàng thường của con Ford Transit này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em đến anh em là đấy là cái bơm trợ lực lái của con Ford Transit. Thì cái trước mặt đây thì là nó vẫn là cái vỏ của GMC. Đây vỏ GMC đây. Đấy, chữ này thì chắc là mấy bác Trung Quốc thì sẽ đọc được. Song thung trao thung tất cả lưu thung hào sụp cú nung đúng chiến băng lên chéo. Mình trêu thôi, mình tờ chữ Trung Quốc thì gọi là không biết gì đâu. Nghe thì xem phim Trung Quốc nhiều chỉ nghe biết được một tí thôi, chứ còn thực sự là không biết. Đây mã của nó là, đây nó có cái mã bắn code QR này, sản xuất ngày 9 tháng 11. À cái này phải là 11 tháng 9, vì bây giờ là tháng 10 cuối đầu tháng 11 rồi. 11 tháng 9 năm 2018. Mã EC193A96A này, GMC này. Mở ra thì đây là nó sẽ là ghi được kích thước của nó này. 15.5 này nhân 12.5 cm này. Đây. Bỏ tạm cái hộp này ra đã. Cái bơm trợ lực lái này của nó mình sẽ đi vào xem. Đây nó có cái mã đầu tiên của nó đây. Mã đầu tiên của nó là FZB59A81 1850cc. Mình chưa thấy cái mã nào nó trùng với lại cái này. Chưa thấy cái nào EC19 cơ mà. Đây thì nhận là mã lô sản xuất của nó rồi. Đây. Bên này nó có cái tem. Này nó có cái tem. Tem đây. EC19 3A699A. Đây, tem này nó trùng với cái này. Thì cái này là mình vừa xem qua đây thì cũng không có cái dấu hiệu gì nổi trội. Nhưng mà tuy nhiên là có cái dấu hiệu duy nhất là ở phía mặt sau này nó có cái dòng ký tự lô sản xuất của nó. Cái thứ hai quan trọng nó là cái này nữa này, GMC này. Anh em nếu mà hỏi một số đơn vị bán phụ tùng ấy, cái đồ transit này, ví dụ như là hỏi cái bơm trợ lực này của Transit đời 2012, 2015, 17, 18 gì mà bên đấy họ bảo là hàng của em là hàng Thái Lan, hàng của em là hàng Pháp hay hàng Mỹ gì gì đấy thì không phải nhá. Cái hàng này GMC là nó xuất xứ tại Trung Quốc thì cũng có thể là một số anh em, ví dụ như kể cả thậm chí anh em ở gara, anh em thợ gara hoặc là một số bác chủ xe là vì sợ cái sản phẩm dòng xe Trung Quốc này thì sẽ khó mà gọi là mình, cái tư tưởng của mình ấy là nó đã không chấp nhận được cái hàng Trung Quốc rồi. Đấy, tuy nhiên anh em phải chấp nhận thực tế là cái hàng xịn theo xe của mình ấy, tức là cái hàng mà mình tháo từ xe ra, cái bơm trợ lực lái này của bác tháo từ xe ra nó cũng như thế này, nó là thế này, chứ không phải là đây là hàng nhái hay là đây là hàng Trung Quốc thì tôi không dùng. Đấy, cái quan niệm này cũng phải nên thay đổi. Bởi vì thực sự là hàng Trung Quốc thì nó cũng có dăm ba loại cơ, chứ không phải là hàng Trung Quốc tất cả là đều. Nhiều cái, ví dụ như cái dòng của GM ấy, Daewoo ấy, cái dòng của Shanghai này, Shanghai tức là nó mình gọi, bên đấy gọi Shanghai nhưng mình gọi là Thượng Hải đấy. Cái hàng của nó cũng khá là chất lượng nhá. Hàng của nó như nếu mà hàng xịn 10 của nó cũng phải được 7,5 đấy. Đấy, cái hàng của nó sản xuất, nó không phải là nhái. Ui chỗ này, này nó có dầu, nó bóng này.
nó không phải nhái mà nó tự nó sản xuất thay như thế. Đấy, con bơm trợ lực lái này thì dành cho con chassis đời cao anh em nhé. Thì bơm trợ lực lái thì nó có cái tác dụng gì thì anh em mình vui lòng lên Google tìm hiểu giúp mình. Còn đây mình sẽ nói qua xem một số các gọi là cái cơ bản của nó thôi. Thì nếu mà đúng chỗ nào thì anh em mình ủng hộ chỗ đấy. Còn sai chỗ nào anh em mình có thể comment bên phía dưới để mình chỉnh sửa, mình rút kinh nghiệm lần sau anh em nhé. Thì như anh em đã biết, cái bơm trợ lực lái này nó là một trong những cái thành phần ở trong cái hệ thống lái. Thì phía mặt trước này đây nó sẽ là cái buli, buli của nó sẽ được nối động bằng cái dây cu loa. Và khi mà cái bơm trợ lực lái này nó hoạt động là khi mà anh em mình đánh lái ở vô lăng, đánh kẹo trái hay kẹo phải đấy, thì là cái khi đó là cái dầu của bơm trợ lực lái này nó sẽ nó sẽ đi từ bình vào và đến đây. Đây là cái đường vào này. Đấy, và anh em để ý đây là cái đầu, một cái đầu nữa là đầu đầu ra. Đây nó khá là nhiều dầu. Đây là dầu bảo quản anh em ạ. Nó sẽ là cái đầu đầu ra của nó này. Thì ở phía trong này nó sẽ có một cái van, gọi là cái van van định lượng. Đấy, nó gọi là cái van gì tiếng Anh thì biết tên đấy, nhưng mà tiếng Việt thì gọi là cấu tạo phía trong của nó thôi. Van là nó sẽ tạo ra cái áp suất. Đấy, khi mà mình đánh lái càng mạnh thì cái áp suất ở phía trong này, cái buli này nó sẽ quay càng nhanh, thì nó làm cho cái khoang dầu ở phía trong này nó bơm ra mạnh và đi phân đến các thước lái, phân vân đến cái đầu thước lái để anh em mình, giúp anh em mình sẽ dễ dàng khi mà xử lý các khúc cua đấy. Còn nếu mà khi mà không đánh lái thì cái dầu của nó vẫn vào đây, ở đây, nhưng mà nó sẽ không, nó quay cái này nó quay chậm, trong nó sẽ quay chậm và nó không không được cái ra. Và một cái số lưu ý cho anh em biết rằng là cái hàng này này, cái thằng này nó hay bị hỏng là đa số là do cái cách sử dụng đổ cái dầu, đổ dầu bị sai nhá. Theo nhà sản xuất thì họ khuyến cáo là khi mà sử dụng dầu thì anh em nên sử dụng cái dầu hàng chính hãng của thằng Ford, thì là khi mà sử dụng cả trong cái dầu của động cơ hay là dầu nhớt hộp số hay là tất cả các thứ là của thằng Ford đấy, thì là nó sẽ đảm bảo về từ cái chất lượng vận hành cũng như là về cái hao mòn của máy móc thì nó sẽ được giảm thiểu tối đa. Đấy, còn thực sự mà nói bây giờ bảo là trong cái cấu tạo như thế nào thì mình cũng cũng đã tìm hiểu rồi, nhưng mà không thể giới thiệu được hết cho anh em, bởi vì cái này giờ không mổ được máy ra, không tháo được ra thì không thể nào mà nói chi tiết cụ thể được. Đấy, mình cũng chỉ nói qua như thế để giúp anh em hình dung hơn thôi. Còn trong cái thời gian tới thì mình sẽ làm đặc biệt, mình sẽ lưu ý đến những cái sản phẩm hàng xịn chính hãng, phân biệt cách hàng xịn chính hãng và hàng thường của con Ford Transit này nhiều hơn một chút. Thì nếu mà anh em mình có cái nhu cầu một số các phân biệt hàng xịn, hàng thường của những dòng xe như là Vios, Innova, Fortuner hay là một số các dòng xe của Hàn Quốc, GM, dòng xe của Nhật, Mỹ, chung là thì cũng cứ comment bên phía dưới, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để làm những cái bài chi tiết review sản phẩm, hoặc là có những cái góp ý gì đúng sai về những cái lời mình nói hay là về những cái tất cả các sản phẩm. Thì nói chung là mình nói về một phần thôi thì nó cũng không thể khái quát hay là chi tiết được hết, anh em mình đóng góp bên phía dưới giúp mình nhé. Video này có lẽ mình xin sẽ dừng tại đây. Anh em mình nếu thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người biết đến, đăng ký kênh của mình bên phía này, truy cập web bên phía này và liên hệ với mình qua số 0949253889. Phạm Văn Auto xin chúc anh em mua hàng thông thái. Xin kẹn và gặp lại anh em video lần sau. Xin chào.